những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Tướng Tổng tư lệnh Zelensky báo cáo bước đột phá của quân đội Ukraine với quan chức Mỹ. Ukraine bắt tay với hai quốc gia NATO sản xuất đạn súng cối 120 ly. Tình báo Anh tiết lộ động thái của Putin tới thăm trụ sở quân Nga ở Rostov an Don trước khi vụ tai nạn máy bay khiến trùm Wagner thiệt mạng. Báo Anh, máy bay của ông trùm Wagner bị tên lửa phòng không Nga bắn hạ. Nga hứng tổn thất hơn 20% về lực lượng hàng không là do chính mình tạo ra. Trung tâm đầu não tập đoàn số 58 của Nga ở Tộc Mách bị san phẳng. Ukraine chọc thủng 3 km tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Yến mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Tướng Tổng tư lệnh Zelensky báo cáo bước đột phá của quân đội Ukraine với quan chức Mỹ. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky đã nói với các quan chức Mỹ rằng các lực lượng Ukraine đang trên đà đạt được bước đột phá trong cuộc phản công. Theo các quan chức Mỹ, vẫn chưa quá muộn để Ukraine đạt được thắng lợi. Các chỉ huy Ukraine cũng nói rằng thời gian cho cuộc phản công của họ vẫn chưa hết và Zelensky đã nói với các quan chức Mỹ về lực lượng của mình đang trên đà đột phá. Các quan chức Ukraine và Mỹ đã tham gia vào một cuộc tranh luận hậu trường căng thẳng trong nhiều tuần về chiến lược và chiến thuật nhằm khôi phục lại cuộc phản công đang diễn ra chậm chạp của Kiev. Các quan chức quân sự Mỹ đã thúc giục các đối tác Ukraine tập trung lực lượng để cố gắng vượt qua hàng phòng thủ của Nga và tiến tới biển Azov. Kiev đã thực hiện một số điều chỉnh trong những tuần gần đây, nhưng hai bên vẫn mâu thuẫn về cách lật ngược tình thế với người Nga trong khoảng thời gian giới hạn mà họ có trước khi mùa đông đến. Lời khuyên mà các quan chức Mỹ đưa ra dựa trên giả định rằng số vũ khí trị giá hơn 43 tỷ đô la mà Mỹ cung cấp cho Ukraine là đủ cho cuộc tấn công này, nhưng khó có thể có số viện trợ ở mức tương tự vào năm tới. Một cựu quan chức Mỹ cho biết, chúng tôi đã xây dựng ngọn núi thép này để phản công, chúng tôi không thể làm điều đó một lần nữa. Cơ hội này không tồn tại. Trong khi đó, Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc chiến này không phải là một cuộc chống nổi loạn, đây là trận chiến ở Kerch. Ông nói, đề cập đến trận chiến lớn trong Thế chiến thứ hai giữa Đức và Liên Xô. Sau khi các quan chức Mỹ cảnh báo các chỉ huy quân đội Ukraine không nên phân tán nỗ lực của họ, người Ukraine đã điều chỉnh chiến lược và chuyển sang bảo vệ phần phía đông của tỉnh Zaporizhia. Sự thay đổi này cho phép họ bảo toàn lực lượng cho một cuộc tấn công lớn ở nơi khác và hạn chế việc sử dụng pháo binh. Các quan chức Mỹ cho biết lực lượng Ukraine vẫn còn quá phân tán để có thể tấn công tập trung vào phía nam, với nhiều lữ đoàn được triển khai ở phía đông. Họ cũng cho rằng người Ukraine vẫn chưa kết hợp việc sử dụng pháo binh, các đơn vị cơ giới và nỗ lực ra phá bom mìn một cách hiệu quả. Ukraine bắt tay với hai quốc gia NATO sản xuất đạn súng cối 120mm. Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất vũ khí tư nhân Ukraine hợp tác với hai quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để sản xuất hàng loạt đạn cối 120mm phục vụ cho nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Vào ngày 22 tháng 8, nhà sản xuất vũ khí Armoris Technology của Ukraine công bố liên danh với hai quốc gia thành viên NATO chưa được tiết lộ để sản xuất đạn súng cối 120mm. Việc sản xuất diễn ra đồng thời ở một số khu vực trên lãnh thổ Ukraine nhằm tránh các cuộc tấn công có thể xảy ra. Việc phân tán các cơ sở cùng với sự hợp tác quốc tế sẽ giúp nhà sản xuất tăng đáng kể có lượng sản xuất đạn pháo cho Ukraine. Đạn súng cối 120 ly rất quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Và theo thông tin từ nhà sản xuất, đạn được chế tạo sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn của NATO, sử dụng công nghệ hiện đại. Đạn 120 ly là loại cỡ nòng phổ biến dành cho súng cối từ trung bình đến lớn, mang lại sự cân bằng giữa tính di động và hỏa lực. Đạn được thiết kế để phát nổ khi va chạm, gây hư hại cho binh lính và trang thiết bị, khí tài quân sự đối phương. Có nhiều biến thể của loại đạn này và chúng được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Việc hợp tác sản xuất đạn cối 120 ly giữa nhà sản xuất vũ khí Ukraine và hai nước thành viên NATO là một bước phát triển đáng kể trong lĩnh vực quốc phòng. Nó không chỉ nâng cao khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine mà còn củng cố mối quan hệ ngày càng tăng giữa Ukraine và NATO.
Tình báo Anh tiết lộ động thái của ông Putin tới thăm trụ sở quân Nga ở Rostov-on-Don trước khi vụ tai nạn máy bay khiến trùng Wagner thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chuyến thăm gần đây của Tổng thống Nga Putin tới Rostov-on-Don, nơi đặt trụ sở của các tham mưu điều hành cuộc chiến ở Ukraine, có nghĩa là ông có thể muốn chứng tỏ quyền lực của mình và thể hiện bộ chỉ huy quân sự cấp cao vẫn hoạt động như thường lệ. Báo cáo cho biết, vào ngày 19 tháng 8 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Bộ Chỉ huy Quân khu phía Nam tại Rostov-on-Don, cách tiền tuyến khoảng 160 km. Trụ sở chính là nơi tiếp đón các nhân viên điều hành cuộc chiến ở Ukraine. Được biết, ông Putin đã tổ chức cuộc gặp với các sĩ quan cấp cao, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người tiếp tục chỉ huy chiến dịch ở Ukraine. Bộ Quốc phòng cho biết thêm, tập đoàn Wagner đã nhanh chóng chiếm giữ trụ sở vào tháng 6 năm 2023. Putin rất có thể mong muốn thể hiện quyền lực của mình và thể hiện bộ chỉ huy quân sự cấp cao vẫn hoạt động như bình thường. Như đã đưa tin, ngày 23 tháng 6, Shevchenko Berezovsky, lãnh đạo tập đoàn Wagner, đã tuyên bố biểu tình chống lại với lãnh đạo quân sự Nga, đặc biệt là chống lại Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Berezovsky nắm quyền kiểm soát Rostov-on-Don và một phần vùng Voronezh, sau đó lên đánh thuê Wagner tiến về Moscow. Vào ngày 24 tháng 6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc hội đàm với Berezovsky. Sau cuộc đàm phán, lãnh đạo quân đội tư nhân tuyên bố sẽ đưa lính đánh thuê của mình trở về trại dã chiến của họ. Ngày 23 tháng 8, người sáng lập tập đoàn Wagner PMC Shevchenko Berezovsky, theo thông tin sơ bộ, có tên trong danh sách hành khách trên chiếc máy bay tư nhân bị rơi ở vùng Tver của Nga. Báo Anh, máy bay của ông trùm Wagner bị tên lửa phòng không Nga bắn hạ. Máy bay của trùm PMC Wagner Yevgeny Prigozhin rơi vào hôm thứ Tư, ngày 23 tháng 8, ở tỉnh Tver, trên lãnh thổ của quốc gia xâm lược, có thể bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Cơ quan vận tải hàng không liên bang của Nga trước đó đã xác nhận rằng Prigozhin có mặt trên máy bay và các nhà tuyên truyền nói rằng tất cả những người có mặt ở đó đều thiệt mạng. Điều này được một quan chức phương Tây công bố với Financial Times, người đã được thông báo về các thông tin liên quan. Người đối thoại của ấn phẩm lưu ý rằng ông không thể nói chắc chắn liệu thủ lĩnh của Wagner có bị giết hay không và liệu ông ta có ở trên chiếc máy bay hay không, nhưng lưu ý Putin không bắt tù nhân. Trước đó, nguồn tin của kênh VGK OCPU cho biết máy bay thương gia Embraer ERJ-135 của Berezovsky đang bay qua khu vực Tver ở vùng trời phía trên và không liên lạc với trung tâm điều hành bay địa phương. Người đứng đầu trung tâm chỉ biết về tình trạng khẩn cấp khi các nhân viên của bộ tình trạng khẩn cấp đến hiện trường và từ mặt đất xác nhận việc phát hiện ra vụ tai nạn. Họ cho biết máy bay đã không liên lạc với các dịch vụ của Tver dưới bất kỳ hình thức nào và đã không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào. Mọi quyền kiểm soát đều đến từ Moscow. Cùng lúc đó, một trong những ấn phẩm tuyên truyền của Nga đưa tin máy bay của Prigozhin bị rơi gần nơi ở của nhà Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Fadai. Có 4 sư đoàn S-300 bảo vệ nơi ở. Chiếc máy bay bị rơi cách dinh thự đúng 50 km. Nguồn tin tuyên truyền cho biết thêm, hãy nhìn xem nó đã rơi như thế nào, đơn giản là nó bị bắn rơi. Máy bay chỉ đơn giản là bị mất tàu lượn. Truyền thông Nga cũng đưa tin tối 23 tháng 8 năm 2023. Hoạt động tìm kiếm tại hiện trường vụ tai nạn đã hoàn tất, toàn bộ 10 thi thể trên máy bay đã được tìm thấy. Cơ quan hàng không Nga đã công bố danh sách các hành khách, trong đó có Berezovsky và cấp phó của ông ta là Dmitry Atkin, cựu trung tá lực lượng đặc biệt CRU. Ngoài họ còn có 5 người nữa từ PMC Wagner cũng như 3 thành viên phi hành đoàn đã có mặt trên máy bay. Trước đó, các kênh Telegram, Blitz và Grayson viết rằng máy bay thương mại Berezovsky bị rơi ở Nga có thể đã bị tên lửa phòng không bắn hạ. Khi rơi xuống bầu trời, người ta ghi lại dấu vết hơi khí đặc trưng của những tên lửa phòng không. Những người chứng kiến vụ tai nạn máy bay không chỉ nhìn thấy những vệt sáng trên bầu trời mà còn nghe thấy 2 tiếng nổ đặc trưng của lực lượng phòng không. Ngoài ra, còn có nhiều lỗ thủng trên thân máy bay vốn đã bị rơi, trông giống như vết đạn do đạn phòng không gây ra. Theo báo cáo của Oppo Sovatel, vụ tai nạn máy bay xảy ra ở quận Bogolovsky của tỉnh Tver, cách căn cứ không quân Kolesovo 15 km.
tổng cộng có 10 người trên máy bay, Berdorosin có thể đã ở trên máy bay. Nga hứng tổn thất hơn 20% về lực lượng hàng không là do chính mình tạo ra. Hơn 1/5 tổn thất của máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine không liên quan đến chiến đấu mà do trục trặc về thiết bị, lỗi của phi công và hỏa lực của quân mình. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu được thu thập bởi Newsweek. Ấn phẩm này đã sử dụng dữ liệu tình báo nguồn mở Oryx, cũng như các báo cáo công khai từ các phương tiện truyền thông Nga. Theo Oryx, tính đến ngày 17 tháng 8, Nga đã mất 186 máy bay và trực thăng, trong đó 13 chiếc được coi là tổn thất không liên quan đến chiến đấu. Newsweek có thể xác nhận 211 máy bay có người lái bị phá hủy, bao gồm 17 máy bay phản lực và 18 máy bay trực thăng. Tổng cộng 48 chiếc được coi là tổn thất không liên quan đến chiến đấu. Trong số đó, có 7 máy bay Su-25, 4 máy bay đánh chặn siêu âm MiG-31 và 3 trực thăng tấn công trinh sát Ka-52 Alligator. Mặc dù những số liệu này không phải là đầy đủ, nhưng chúng vẫn đưa ra đánh giá nghiêm túc về tình hình hiện tại của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Ấn phẩm lưu ý, theo quân đội Ukraine, tính đến thứ Năm, tổng số tổn thất của lực lượng hàng không vũ trụ Nga là 315 máy bay và 314 máy bay trực thăng. Các chuyên gia coi việc đào tạo phi công kém ở Nga là một trong những nguyên nhân đằng sau những thống kê đó. Trung tâm đầu não tập đoàn số 58 của Nga ở Tokmak bị san phẳng. Ukraine chọc thủng 3 km tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Tên lửa đã đến thăm một trong các sư đoàn của tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 58 của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Tại Tokmak, Zaporizhia bị chiếm đóng. Một vụ nổ mạnh đã vang lên tại căn cứ quân sự của quân chiếm đóng Nga. Điều này được công chúng địa phương đưa tin trên Telegram Tokmak. Kênh Tokmak là Ukraine viết, việc pháo kích sở chỉ huy và vị trí trang bị của một trong các sư đoàn của tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 58 của lực lượng vũ trang Nga. Đoạn phim được công bố cho thấy đám khói hình nấm bốc lên sau vụ nổ ban đầu. Trong diễn biến khác, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công để giải phóng Novodrokovka, thị trấn trên đường về phía nam sau thất bại của Nga tại Trobotyne. Họ đang tiếp tục cận tuyến phòng thủ thứ hai của Nga và đang thắng. Không quân Ukraine tiến hành một cuộc không kích bằng JDAM của Mỹ nhằm vào một tòa nhà được quân đội Nga sử dụng ở Novodrokovka. Căn nhà đã sập hoàn toàn. Quân đội Ukraine đã chiếm được chốt đồi 166 ở phía đông thị trấn. Từ đây tới Tokmak, quân Ukraine sẽ đánh từ trên cao xuống dưới. Các đơn vị Nga đã chịu thiệt hại đáng kể trong trận chiến Trobotyne đã rút về Novodrokovka và đang trấn giữ tuyến phòng thủ đầu tiên. Dự báo thời tiết 2 tuần tới sẽ khô ráo, tạo điều kiện cho cuộc phản công của Ukraine. Ukraine đang tiến tới Kobani, lữ đoàn số 7 của Nga đang bảo vệ ở đây và có thể cả lữ đoàn 810. Có những bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine đối với Verbov. Sau khi chiếm đồi 166, họ đã cắt đứt liên kết chéo quan trọng của Nga. Nhìn chung, quân Ukraine đang tiếp cận tuyến răng rộng. Trong khi đó, có một báo cáo nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine ghi nhận Nga pháo kích vào Ilchenkov. Ilchenkov nằm ở phía nam Novoprokhovka, cách Robotyne 6 km về phía nam và cách vùng ngoại ô Tokmak hơn 15 km. Điều này có nghĩa là quân Ukraine đã vượt qua tuyến răng rồng thứ nhất 3 km. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.